Em thấy bạn ngồi với khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Ôi trời, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta. Làm sao mà hút được này ta. Tiếp tục là những lần sau, nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Thì em qua em nói với mẹ vợ, cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu bảo là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An, em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài tử tên với một diễn viên, một Hồng, siêu sao TVB Hồng Kông. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em? Tên thiệt của em là Đỗ Giang An. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi với khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt tập đi à vào cô ấy không à. Ôi trời, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta. Rất đàn ông nữa. Rất đàn ông nha. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe ảnh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghía em, xong rồi cái em cũng nghía ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghía nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy? Dạ. Mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười, cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh đấy đó. Em vẫy bạn lên kêu là em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em bước xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó làm sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em, em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như em, vậy em không? Chưa. Hai đứa đến với nhau kiểu như định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè, thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu, thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình. Em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết đi ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc. Thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Là buồn luôn đó, Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số là bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiếng sét ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau, thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học.
Thì Rạch Giá là quê của ba con, mỗi tuần là anh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Là tình yêu đó. Chủ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, sợ ba mẹ la, và đi chơi là biết là sợ đi ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chơi về. Đó. Tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm? Một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống chung không? Với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi. Mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn sao? Phụ huynh người ta rồi hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú tâm làm ăn chứ không có ăn gì như người mình. Thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Không nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em không nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi ạ. Xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phải đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Tôi dạ. Chỉ chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đêm đó. Sợ không? Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên á là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi. Bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi, nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại, không muốn ở bằng này nữa. Ủa tại sao vậy? Thì bạn này bắn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cái cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen hết. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái liếc em bị ẻo này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi, người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ đi ra ngoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia. Nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái, gần như ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi thấy khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại giận lại đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi. Thì ở nhà của này 3-4 giờ sáng cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này kiếm vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu bảo là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi,
mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời ơi, con khóc quá trời khóc luôn cô ơi. Con không ăn, không uống gì trời. Mà con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con. Tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh đó, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn á cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay ghen đổi. Nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh đó, mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gắm. Đó là người ruột tốt đó con. Tốt bụng á. Còn dạ. Cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ đánh gắm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tơi hoặc tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính mà bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc. Rồi khóc nghe. Rồi khóc nghe. Hoặc là không kiên trì nè. Khóc nghe. Khóc nghe nè. Đó. Xong xuôi thì bạn của sao khóc? Thì em thích khóc vậy đó. Ờ nghe lắm. Nghe được. Tuy nạt chồng không? Có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó. Nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi. Em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Quang Thanh, hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh, em đang ở bên Bình Chánh. Chào Thanh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Ngọc Hoàng Thư, năm nay em cũng 26 tuổi luôn. Thì hiện tại em cũng là nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh hết. Dạ. Vậy thì hai em có thể cho anh biết là tình duyên của hai em bắt đầu từ đâu? Tụi em là từ bạn bè lên. Hồi lúc đầu tiên mà tụi em gặp nhau là tụi em đi làm chung với nhau ở bên Pizza Hut á. Là lúc đó tụi em chạy bàn. Thì đợt đó là Thanh thì đang nghỉ. Nói chung là Thanh đang không có tính đi làm nữa. Xong cái hôm đó nguyên một group là đi làm xong cái rủ nhau là đi karaoke. Thì em gặp bạn Thanh. Là em đã em thích liền không? Không, em cảm thấy ấn tượng gì vậy? Có ấn tượng là bạn này hiền thiệt, hiền với lại bạn này cũng đẹp trai. Dạ. Còn Thanh thì sao? Lúc đó em mới tới à, cái tự nhiên cái bạn này chạy lên, nói xin chào. Rồi xong đi karaoke em cũng ngồi chơi, các bạn là cũng lại khoát tay xong bạn ngồi băng ca. Bạn này hả? Dạ. Khoát đi nè. Tại vì tính của em trong chơi trong cái đạo group á thì cũng vui, tự nhiên luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên thì. Nhưng mà để hỏi bạn Thanh coi lúc đó là lúc em nghĩ trong đầu như thế nào về cô gái này khi mà mới gặp lần đầu cổ khoát tay em có ấn tượng gì không? Em cũng hơi bất ngờ. Lúc đó em ấn tượng là tại sao bạn này vẫn tự tin mà bạn... Bạn tự tin mà bạn... Dạng quá, dạng quá đúng không? Nhưng mà em có thích cái điều đó không? Em cũng không chưa, để chưa nhiều. Chưa thích phải không? Dạ. Tình trạng của em lúc đó như thế nào? Có bạn trai hay là chưa có? Lúc đó là em có bạn trai, bạn này cũng có bạn gái luôn. Vậy thì đến lúc nào thì tụi em cảm thấy là thích nhau? Gần 2 năm sau. Tại vì lúc đó thời điểm là hai đứa đều có bạn hết nên thành ra là hai đứa không có nghĩ gì hết, đúng chỉ rồi, là quen là bạn thôi. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là một trong hai người phải có một người bị trục trặc trong cái chuyện tình cảm với cái người trước, đúng không? Dạ cả hai. Đó là bạn Thư này cũng chia tay thì em cũng nhắn tin an ủi, lúc đó em cũng chia tay trước rồi thì cứ nhắn qua nhắn lại vậy thôi. Một thời gian cũng lâu, cũng gần nửa năm sau á thì mới quen. Còn nửa của mình ở ngay cái bên mà tại sao mình không biết, đúng không? Em có cảm giác như em bị gài vậy á. Em chia tay thì thật sự lúc đó là em quen bạn cũ cũng 6 năm rồi. Thì em đang nghĩ lúc đó là tới thời điểm này phải chơi rồi, giờ là em không có muốn quen nữa, giống như kiểu là cũng muốn có một cái thời gian để cho tự do. Thì bạn này thì lại là bạn thân của em nên thành ra là lại nhắn tin, xong rồi tự nhiên tới hôm đó cái rủ Thư ơi đi Cần Giờ,
Cái em cũng đi Cần Giờ, đi chơi tới chiều luôn. Đó là bắt đầu trời mưa ầm ầm tối thui. Hai đứa chạy mưa về mà lãng mạn lắm. Mưa ầm 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 ầm. Đi mưa về, dạ. Rồi về, sau đó có bị bệnh không? Dạ chưa kịp bệnh là cảm nắng. Tức là về cái tự nhiên tặng cho em cái hộp quà. Cái em cũng ngại, em đóng cửa em đi vô, tặng em hai cái đồ cột tóc. Hai cái đồ cột tóc đó là hai cái lần gần nhất em đi Đà Lạt. Thì em cũng nghĩ là em mua em để đó thì sau này em thích ai em tặng người đó. Xong cái tới là tháng 12 là lại rủ em đi chơi tiếp, lần này đi Đà Lạt đi xe máy nữa. Thì cũng đợt đó là bắt đầu mới chính thức là em mới biết là em có người yêu rồi đó. Bạn đó nói là bạn đó thương em. Cái chữ lên trên Đà Lạt chữ thương. Có gì không? Đà Lạt thì hai bạn này bạn đặt phòng. Phòng này ở trên một cái đồi thì khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn và dễ thương. Cũng nhẹ nhàng thì tụi em cũng ôm nhau rồi hôn nhau. Xong cái bạn đó cũng cũng có tính nhưng mà lại lúc đó thì em lại không chịu. Cái nụ hôn đầu tiên là ở trên Đà Lạt. Ở Đà Lạt. Dạ. Mà chỉ có thế mà thôi. Rồi về Sài Gòn rồi mới chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Sau đó 4 tháng lận. Lúc đó là em mổ mắt. Mổ xong thì cũng 11, 10 mấy, 12 giờ rồi. Bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại. Thư thì kêu về nhà Thư nghỉ đi. Em cũng ngại tại chưa có về nhà Thư. Em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ. Cái này cũng tại bác sĩ chứ không phải tại em. Tại bác sĩ thôi. Hay vậy, chờ mổ mắt mà ấy được hay thì trong khi đó ở Đà Lạt lãng mạn như không. Thế mà chỉ có hôn thôi. Không sao đâu chị, nghịch cảnh nó sinh ra hoàn cảnh đó. Sau đó thì tình cảm của các em đó, nó có trơn tru bằng phẳng không? Hay là nó có những cái biến cố xảy ra? Sau đó khoảng một tháng đó em cũng có dự định là em đi du học khoảng 2 năm. Kêu bạn đợi mà không chịu, là chia tay. Vậy hả? Dạ. Rồi, chia tay lâu không? Dạ một tháng. Em đòi chia tay đúng không? Dạ. Thì quen bạn này xong thì cũng muốn chính thức. Đùng cái bạn này nói là bạn này muốn đi du học. Thành ra nó thôi vậy anh cứ đi rồi mai mốt ví dụ như mà về á thì có duyên thì mình gặp lại. Chứ em là em không đợi. Em không đi nữa. Dạ chỉ có. Sau đó bao lâu thì tụi em lấy nhau? Tụi em đăng ký kết hôn á. Một năm sau tụi em mới cưới. Tháng 10 là bạn này bắt đầu cầu hôn em. Cái em mới hỏi chứ cầu hôn xong cưới nhau rồi ở đâu. Cái hai vợ chồng tính ra xong thì thôi quyết định mua nhà. Không thể nào mà đủ tiền để mua hết thì bắt buộc phải vay ngân hàng. Thì phải có pháp lý là vợ chồng thì mới có thể nào vay được. Gọi điện thoại về cho ba. Ba ơi, tuần sau con đi đăng ký kết hôn nha. Bạn này cũng gọi về cho mẹ nói là tụi con đi đăng ký kết hôn. Năm sau nữa mới cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Nếu mà chính thức cưới là khoảng 4 tháng. Bây giờ là 1 năm 4 tháng chính thức là vợ chồng với nhau. Có phát hiện ra những cái tật xấu gì của nhau hay không? Hà Thanh nè, anh hỏi nè. Dạ nhiều lắm. Bạn này thì hồi lúc quen nhau á, bạn có một cái tính là khi mà cãi nhau là bạn im lầm lì lì á. Lúc mà quen thì đuổi em về nhà. Khi mà về chung nhà rồi thì trốn vô trong phòng nhốt em ở ngoài. Em thì muốn hai đứa nói chuyện. Nói cho xong rõ ràng. Im lặng cứ giận là biến nói ha. Em sợ em nói bậy với lại em nóng thì em sợ em nói không có hay á nên thành ra là em hay im mà lỡ im em im luôn cả tuần á. Anh bị bệnh. Rồi còn tật xấu gì nè? Bạn rất là hậu đậu hay làm rớt đồ. Ví dụ như để đồ trên bàn thọt tay lấy là hơn hồi là nằm dưới đất hết. Nấu ăn này kia là lấy cái trứng từ tủ lạnh qua cái bếp là cái trứng nằm dưới đất. Thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Bé đang lớn cái xương nó đang phát triển á, nhiều khi cầm gì không có chắc á. Đó là rớt. Với có một cái tật là mỗi khi đi làm về hoặc là đi chơi về, gần về tới nhà là bắt đầu hối đi toilet. Về tới nhà là xong cửa vô là đi vô toilet. Vô cái là chạy quýnh vô. Đúng rồi. Rồi xong rồi đồ đạc này kia có thể để ngoài cửa gì đó cho em dọn. Rồi còn gì nữa không nè? Khi mà tối ngủ thì hay lấn giường lắm. Có mấy lần em xém đọt. Mà khi cãi nhau là tự động nằm sát bên đây. Tự động nằm mép gì nè. Còn khi bình thường là cứ lấn ép bên đây. Đúng rồi. Chuyện bình thường. Mấy bà là gì? Bây giờ tới em đó. Chồng em ngủ xấu lắm. Thì bình thường ôm thì ôm cái eo em vậy đi. Không có chịu. Cứ nó cứ đi lên núi hay sao á, thế nào cái tay nó cũng leo núi leo núi à. Mà tối nào cũng vậy. Cái núi đó nó hợp đúng không ạ? Rồi còn cái gì nữa nè? Dạ cái thứ hai là nóng tính lắm. Ví dụ như mình đang chạy cái có người chạy lên ụn đầu một cái là bắt đầu quạo à. Là bắt đầu muốn chạy lên chửi lộn. Em cũng sợ phải bình tĩnh lại một chút. Rồi riêng cái vấn đề đó mình cũng không được. Đúng dạ. Mà khuyên luôn á. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này cũng không phải là xấu, tất nó có mùi, dạ có mùi tất. Thì thật ra thì nó cũng không gì hết, nhưng mà lâu lâu em xem phim thì em đang ấm ấp rang với lại em uống nước ngọt thì tự nhiên lâu lâu nó có cái mùi nó bay lên một cái em nói ủa sao kỳ vậy ta. Cái mùi gì mà nó kỳ kỳ, là cái đó là không phải tật xấu mà là cái đó không phải em tội nghiệp đúng không? Mày mua miếng lót giày mà mùi quế á nó sẽ chữa được, với lại là ngâm chân ở trong nước ấm mỗi tối á. Ảnh có kỹ tính không?
Kỹ lắm anh chị ơi. Kỹ đến mức mà trở thành tật xấu luôn. Nhiều khi em quạo luôn á, tại vì bình thường em về nhà thay vợ chồng đi làm về thì thường là mình nghỉ ngơi, mình coi tivi, mình giải trí một tí xíu. Còn không, bạn này về tới nhà bắt đầu thay bộ đồ, bắt đầu là sắp chắp tay sau lưng coi đi xung quanh có cái gì dọn không. À, dép để vô, rồi vớ thì để vô, rồi đi giặt đồ, rồi đi lau nhà, quét quá nhà. Tốt. Em nấu đồ ăn thì em hay làm rớt đồ mà. Ví dụ như lâu lâu rất cộng hành hay rất miếng cơm gì đó, và đó, bạn này đứng sau lưng đậu đó. Dạ đúng rồi, thì bạn này đứng sau lưng me, tại vì do bạn nói là cộng hành là nó dính mỡ, mà em rớt xuống mà không chịu dọn liền á là lát nữa thế nào cũng chay ra nguyên một nhà, rồi ai dọn là bạn này dọn, là đứng cứ đứng đằng sau lầu bầu nó là ơi làm đổ rồi sao không lụm, ơi làm rớt cơm rồi sao không lụm, lúc nào cũng làm rớt cơm là nó cứ tức là em khó chịu là bởi vì thay vì ông làm đừng nói. Dạ ông vừa nói mà ông vừa lầu bầu thì tại khó vì chịu. Em cứ làm rớt hoài, xong bạn này thì bạn cũng lầu bầu nên thành ra là hơi quạo, hay bực mình lắm. Vậy là cái cô này chắc có lẽ là bừa bộn lắm đúng không? Cũng hơi bừa bộn một xíu. Với lại chén đũa trong nhà là em cũng rửa hết, để bạn rửa là biết nó mẻ hết. Rồi chồng có ghen không? Có ai kế bên em là bắt đầu bật cái radio là theo dõi, chứ không phải là nói đâu. Có cái gì rồi là đứng ra là bập liền. Em nghĩ là chồng em là cái thuộc dạng đó đó. Không nói nhưng mà kiếm đầy đủ bằng chứng. Trước giờ là anh có ghen gì không? Chưa có cơ hội. Vợ sao? Dạ. Vợ em có ghen không? Dạ cũng có. Em ở trong công ty thì hay có mấy cái group Zalo này nọ, tối mọi người hay nhắn, thì cứ nổi tin nhắn lên là bắt đầu con nào nhắn tin giờ này, lướt lướt hồi thấy có nữ là vô điều tra coi bạn này có quen biết gì không, có tương tác gì không. Không mà vợ chồng son mà em không thể nào mà tránh được cái chuyện mà ghen tuông vậy mới vui, hiểu không? Mà em có muốn vợ thay đổi điều gì? Thì em cũng mong muốn là ví dụ như có cãi nhau thì mình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau để mình biết là bên kia đang nghĩ cái gì và mình đang nghĩ cái gì. Muốn thay đổi một cái đó thôi. Dạ. Còn em cái đó là chở vợ hay chở ai thì bình tĩnh lại xíu, đừng có nóng tính là được rồi. Đúng rồi, bây giờ thực ra cái mà mong muốn của vợ em cũng là mong muốn của tụi chị á. Đúng rồi. Bây giờ rất nhiều người không tự khống chế được cái giận của mình đó, cái cơn nóng giận của mình nguy hiểm quá. Lỡ hai cái nó đụng nhau một cái là sẽ có cơ sự xảy ra liền. Ông bà nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên chị nghĩ là cái đó em nên thay đổi. Riêng vấn đề chồng em muốn em á thì em đúng là cũng nên cởi mở. Dạ. Ví dụ như mình bực thì mình nói luôn. Có thể là đầu tiên thì nhiều khi mình chưa kềm được mình hay nói bậy. Kể cả cái việc mình nói bậy rồi thì chồng mình sẽ góp ý với mình để lần sau mình bớt, chứ vợ chồng mà cứ lạnh lùng á, kiểu mà mình không nói ra đó, giống như nước mà lóng phèn á, cái mình ức hoài đến một lúc nào mình bùng nổ lên là coi như đổ vỡ hết, giống như giả tràng mà nó cứ xe cát xong sóng ập cái là mất hết. Còn thêm một cái điều nữa là cái này là chị mong muốn thay đổi cái mà bừa bộn á, thì mình phải kỹ cái đó. Cái này sau này nếu như em có con gái thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cái điều đó đối với con của mình. Chị cái tật của chị cũng không phải là gọn gàng lắm, nhưng mà chị rất là khó chịu khi mà xung quanh mình á mọi thứ nó không có ngăn nắp, nó đâu vô đó. Thì không, giống như mình nấu một bữa ăn á mà nó làm đến đâu dọn đến đó, thì khi mà mình bày ra thức ăn xong rồi mình khỏe lắm. Dạ. Thì ăn xong còn này mình nhìn ra cái bàn xong mình nhìn vô cái bếp chỗ mình thấy ê hề, mình ăn không ngon nữa. Dạ. Đó nó là vậy. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa. Dạ em chào anh, chào chị. Ông xã em biết nói tiếng Việt không? Biết. Dạ. À, biết. Biết nói chút. Dạ. Em tên là Donovan. Em 36 tuổi. Em là thầy giáo nhỏ. Thầy giáo. Yeah. Thầy giáo. Sinh học. À thầy giáo sinh học. Vậy ở trường trong thành phố mình à? Dạ anh đang công tác tại trường quốc tế ở thành phố. Dạ. Em chào hai anh chị và chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh ở một trường mầm non. Dạ, hai tụi em đều cùng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tức là hai người có dạy chung trường không? Dạ hồi trước thì có nhưng mà bây giờ thì không. Em nước của em là nước nào? Em quê của em á? Nam Phi. Nam Phi. Yeah. Donovan là qua Việt Nam mình làm việc lâu chưa? 9 năm. 9 năm. 9 năm. Hồi lần đầu tiên em gặp ảnh em ấn tượng gì ở ảnh nhất? Trong trường thì rất là dễ gặp nhau. Tại vì nó ở chung một cái không gian, chung một cái khuôn viên. Thì sự ra thì em cũng không có để ý đồng nghiệp nhiều. Tại vì lúc đó em mới đi làm được vài tháng thôi. Thì ảnh muốn làm quen với em thông qua một người bạn đó. Dạ thì tức là ảnh thích em trước. Ảnh thích em trước. Và ảnh hỏi cái chị bạn đó là em có bạn trai chưa. Thì thông qua chị bạn đó thì ảnh biết là em còn đang độc thân. Ảnh nói là ảnh muốn xin số điện thoại của em. Thì chị đó hỏi là em là
em có biết thầy Donovan dạy cấp 3 hay không? Anh nói là em không biết. Thì ấn tượng đầu tiên của em về anh này là hồi trước là còn mập hơn bây giờ nữa. Tóc thì dài, cũng không nói dài lắm nhưng mà nhìn rất là lượm thượm. Mắt thì thâm quầng. Và em nghĩ là cái anh này có bị chứng mất ngủ kinh niên hay không? Mà lúc nào em gặp ảnh thì trong tay ảnh cũng là một chai nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Đồng thời nhìn ảnh thì rất là toát lên cái vẻ bad boy. Và thường mà con gái mà nhìn thấy mà cái kiểu bad boy thì là sợ đúng không? Dạ không, rất là thu hút. Ủa, em thích hả? Dạ em thích. Ủa, phải nhiều. Nó có cái sự thu hút gì đó, hấp dẫn gì đó, thôi thúc em là muốn tìm hiểu thêm về người này. Em hỏi anh đi, tại sao anh lại thích em? Tại sao anh lại đi first tìm hiểu em? Of me. Thảo nhỏ, đẹp gái. Đẹp gái. Yeah. Nói chuyện dễ thương. Thông minh. Thông minh. Trước khi mà anh quen với Thảo đó thì là anh đã có bạn gái chưa? Không. Không. Xạo đó. Không. Thiệt không? Thiệt. Xạo đó. Thiệt. Anh thì ảnh không có chia sẻ cái quá khứ của ảnh với em, nhưng mà thì sự ra ngay từ lúc bắt đầu với một cái gì đó rất trong sáng thì em cũng không có nghĩ tới trước khi quen em thì ảnh là người như thế nào. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian, một cái địa điểm thì rót vào tay em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh. Bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng, tự nhiên em lại nghi ngờ. Mọi người nói rất là nhiều. Có thể là mọi người lo lắng là em sẽ bị anh này lừa gạt và bị dụ, hay là ảnh không có nghiêm túc gì đó. Em có nói với ảnh là thôi em cảm thấy mệt mỏi và em không có đủ tự tin và mạnh mẽ để tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, và em muốn chia tay. 2-3 lần như vậy luôn. Thì ảnh đều là người giữ em lại. Thì ảnh cũng giải thích, ảnh nói là trước khi ảnh có thể là như thế này như thế kia đó, nhưng mà hiện tại bây giờ với em thì ảnh chỉ có một mình em thôi. Em mà cứ dằn vặt ảnh về quá khứ á, thì như vậy có công bằng với ảnh hay không? Thì lúc đó em mới có suy nghĩ là vậy thôi thì mình cứ làm theo cảm xúc cái đã. Còn cái việc mà mình có bị tổn thương hay là cái mối quan hệ này nó có gián đoạn hay không á, nếu như mà nó có xảy ra thì em cũng phải là người quyết định cái chuyện đó. Chứ em nhất quyết không bị lung lay nữa. Cũng là nhờ có ảnh đã giữ em lại, chứ nếu như không là chắc tụi em cũng chia tay rồi. Nhưng mà lúc đó là các bạn là đã yêu nhau lâu chưa? Dạ lúc đó thì tụi em chính thức quen nhau mới được vài tháng thôi. Lúc mà Thảo đòi chia tay với em á, em có buồn không? Cái cảm giác của em thế nào? Em buồn quá. Buồn quá. Cry. Yeah, very sad. Sad, khóc luôn. Anh hỏi nè, vậy thì cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với em đó là bao lâu? Tầm khoảng 4-5 tháng gì đó. 4-5 tháng. Dạ. Ảnh tỏ tình không phải trực tiếp. Lần đó là em về quê ăn Tết, thì ảnh có đưa em ra xe đi về, thì ảnh có gửi tặng cho em một món quà. Và trong cái quà đó nó có một cái thiệp nữa. Thì anh hỏi, anh viết trong đó là em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không. Và ở dưới anh có vẽ một cái trái tim thôi. Thì anh bảo là đúng cái ngày sinh nhật em đó, rồi hãy mở ra xem. Thì em mở ra em xem, thì em vẽ là một cái trái tim kế trên trái tim đó. Và em chụp cái tấm thiệp đó gửi sang cho ảnh. Thì coi như là em đã đồng ý. Dạ. Rồi cái lần hẹn hò đầu tiên là lúc đó là đi đâu? Em dắt first bạn thing. Đi đâu? Sushi. Đi ăn sushi. Ủa tại sao lại chọn ăn món của Nhật Bản? Em thích sushi. Thì sự ra thì lúc đó em cũng, món đó cũng phải là món khoái khẩu của em. Nhưng mà ảnh được bạn bè gợi ý, lần hẹn đầu tiên thì nên dẫn đi ăn vậy đó. Thì anh chọn. Thì đi hẹn tới chỗ đó thì em tới trước. Em chọn một cái địa điểm ngồi, theo em là nó lãng mạn và khá ấm cúng. Nhưng mà nó lại gây khó khăn cho ảnh. Tại vì bụng to, chân dài, mà em bắt ngồi lên một cái ghế đệm, ngồi bệt ở dưới luôn. Mà mặc quần jean nữa. Thế là ngồi khó, đúng rồi, ăn không được gì hết. Ngồi cứ lắc qua lắc lại như thế này. Nhưng mà em không biết sau này về xong thì anh mới nói. Thế là từ đó em rút kinh nghiệm, đi ăn ở đâu là phải có ghế ngồi. Rồi gia đình em có ngăn cản cái việc mà em quen người nước ngoài không? Lúc mà mẹ em nghe, mẹ em có ngăn cản, thì gia đình em không có ai ủng hộ hết. Tại vì cả em và cả gia đình em luôn đều khá là truyền thống. Nhưng mà lúc đầu em cũng không có đặt mục tiêu là sau này mình sẽ quen một người nước ngoài. Nhưng mà gặp anh này rồi, em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi. Thế là em cứ quen vậy đó. Đến một ngày
tầm khoảng gần được 2 năm thì ảnh ngỏ lời ảnh muốn dẫn em về Nam Phi để thăm gia đình ảnh. Dạ, thì lúc đó em rất là hồi hộp. Thì em có nói là ok, nếu như mà anh muốn em đi chung với anh về nước á thì anh phải làm cùng với em một việc là anh đến gặp ba mẹ em đi. Anh xin phép ba mẹ em đi. Thì anh sao, anh đồng ý không? Anh đồng ý, cũng hơi sợ sợ nhưng mà phải đồng ý thôi. Khi mà Thảo mà nói là anh về nhà ra mắt ba mẹ thì lúc đó cái tâm trạng anh như thế nào? Scared. Scared hả? Sợ hả? Sợ đúng không? Sợ ba hay sợ mẹ? Ba. Tại vì trong cái suy nghĩ của ảnh á, ba là người quan trọng hơn mẹ. Và sợ ba, tiếng nói của ba sẽ lớn hơn tiếng nói của mẹ. Sợ ba không đồng ý. Sợ ba không đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì cái buổi gặp mặt đó là sao? Cuối cùng thì khi gặp ba mẹ em xong thì anh quyết định là anh sợ mẹ hơn sợ ba. Nhưng mà sau đó thì em có đi Nam Phi không? Dạ có, em có đi. Rồi em qua bên đó gặp gia đình của bạn này thì sao? Em đi Nam Phi với một tâm thế là em đi du lịch cùng với ảnh thôi. Thiệt sự ra là em không hề cảm thấy hồi hộp lo lắng gì khi mà gặp gia đình bạn trai luôn. Và may mắn là gia đình của ảnh rất là thân thiện. Dạ cũng chào đón em và cũng cảm giác như là rất là ấm áp. Dạ và không có bất kỳ một cái trở ngại gì hết. Nhà anh có đông anh em không cưng? Dạ chỉ có một em gái thôi với ba mẹ. Thì bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Sao lại làm còn mẹ không là sao? Dạ thì em về Nam Phi gặp gia đình nhà ảnh là tầm khoảng tháng 7. Thì đến tháng 12 là ba anh qua đời. Dạ. Ba anh lớn tuổi bị bệnh nè. Dạ, cũng khá là đột ngột thì ba qua đời. Mẹ thì cũng còn một mình với em bên đó, cũng khá là cô đơn. Cho nên hai bên gia đình vẫn giữ cái mối quan hệ với nhau là vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện. Mặc dù mẹ em không biết tiếng Anh. Giờ dễ mà. Dạ. Lên Google là đã. Dạ, lên Google đúng không? Nhưng mà sau cái chuyến đi Nam Phi đó về thì bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Tầm khoảng hơn một năm sau. Tháng 7 là tụi em đi Nam Phi. Đến tháng 12 là ảnh cầu hôn em. Là thì... lúc đó là ba mất á hả? Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Nhưng mà cầu hôn rồi thì ba mất hay sao? Dạ đúng cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Tụi em có một chuyến nghỉ đi du lịch thì ảnh sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Ảnh cầu hôn em ngay trên bãi biển. Và ảnh đếm 10, 9, 8, 7. Tại vì em đang suy nghĩ. Cái gì? Đếm ngược. 6, đếm ngược lại. 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Cho 10 giây suy nghĩ thôi. Em cũng có bối rối đôi chút. Nhưng mà nhìn chiếc nhẫn nó khá là lấp lánh. Chỉ có 10 giây để suy nghĩ thôi. Hà Nội, are you sure? Em hỏi là đã chắc chưa? Tại vì bây giờ mà em mà đồng ý là không có đổi ý lại được đó. Dạ thì quay lại về phòng tính là gọi điện để báo tin về cho ba mẹ mừng. Thì chưa kịp báo gì hết thì nhận được cuộc gọi của em gái báo qua là ba mất đột ngột như vậy rồi. Ba rất là quan trọng đối với ảnh. Tụi em đã lên kế hoạch là sẽ đưa ba mẹ qua dự đám cưới và rất là muốn giới thiệu Việt Nam với ba, muốn đưa ba đi khắp Sài Gòn. Nhưng mà cuối cùng thì lại không có được như ý, như kế hoạch như vậy. Sau đó là ảnh bay về bên kia liền. Dạ, sau đó thì qua ngày hôm sau tụi em hủy vé bay về Sài Gòn sớm. Rồi ảnh bay về Nam Phi. Cái giai đoạn sau đó nó rất là khó khăn. Tại vì ảnh đau và em cũng đau nữa. Tại vì em không biết là phải an ủi một người vừa mới mất một người thân như thế nào hết. Lúc đó thì em phải cân bằng tâm lý giùm cho ảnh và mẹ ảnh nữa. Rồi, xin thay mặt chương trình xin được chia buồn với Donovan nha. Rồi, như vậy là các bạn lấy nhau là được bao lâu rồi ta? 15 tháng. 15 tháng, như vậy là hơn quá son rồi đó. Bây giờ là em đang có baby đúng không? Dạ. Chúc mừng nghe. Cảm ơn anh chị. Vì vậy là trong khoảng thời gian mà ở chung với nhau vậy thì không biết là anh ấy có tật xấu không? Em không biết đây là một cái tật xấu hay là một cái thế mạnh mà nó làm em khó chịu thì chắc thôi em liệt vô tật xấu. Ảnh là cái kiểu người giao tiếp khá là hiệu quả với phụ nữ. Có nghĩa là nói chuyện kiểu như nhiều khi không có phân rõ cái ranh giới, rất dễ tạo ra hiểu lầm. Dạ, em cũng đã có góp ý rồi. Nếu như mà anh mà cứ như vậy là em không có thích. Không nói thì thôi, mà nếu như mà thả là sẽ dính đó. Kiểu là như vậy. Cũng đã cãi nhau, cũng đã khóc lóc giận dỗi rất nhiều về vấn đề này. Cãi hồi thì anh nói là chuyện đó bình thường với anh, không có gì hết. Theo anh suy nghĩ là những cái câu nói đó, những cái cách giao tiếp đó với anh là bình thường, không hề đi quá mức.
Có nghĩa là anh không chấp nhận cái việc mà em ghen với người khác. Dạ đúng rồi. Em chỉ bảo là em không thích thì anh nói là ok, không thích thì anh không làm. Nhưng mà anh vẫn không chấp nhận là cái đó nó sai. Gì rồi nữa tiếp theo. Có gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Ảnh không có thích đồ ăn Việt Nam lắm. Thì nó làm cho em khó khăn khi mà em phải nấu ăn. Trên bàn ăn lúc nào cũng phải có hai món. Một món Tây hoặc là món gì đó anh ăn được và món em ăn. Và mỗi lần đi ra ngoài ăn cũng vậy. Ảnh phải chở em đi ăn cái món mà em thích ăn trước. Ví dụ như bún, phở, cái gì đó. Rồi sau đó ngồi đợi. Nhiều khi cũng ngại với chủ quán luôn á. Ngồi đợi và sau đó tụi em phải đi tới một cái quán thứ hai để mua đồ ăn cho ảnh. Riết rồi em không muốn đi ra ngoài ăn nữa luôn á. Hồi đó em rất là khó chịu về cái chuyện đó. Nhưng bây giờ thì dần dần em chấp nhận được rồi. Thích nghi được rồi. Dạ thích nghi được rồi. Em nấu ăn thì em sẽ nấu hai món. Một món cho em, một món cho ảnh. Có khi nào mà em ở nhà em không muốn đi ra ngoài ăn rồi em nhờ ảnh đi mua đồ ăn về cho hai vợ chồng ăn mà gặp một cái sự cố vậy? Nhờ đi mua đồ lúc nào cũng lộn luôn. Ngay từ cái hồi mới quen nhau là em qua chơi là em ơi anh có mua ổi trong tủ lạnh đó lấy ăn đi. Và em mở trong tủ lạnh ra là mấy cái lát bí đao cắt sẵn mà người ta xếp lên vỉ đó. Thì anh nói cái đó là ổi. Sau đó nữa là có bữa em nấu ăn em kêu là anh đi mua hành cho em đi, em về em nấu canh. Xuống siêu thị về nói với em lý do là không có hành và cầm về cho em một bó xả. Dạ. Nhiều lần lắm đó là anh ơi em muốn ăn tàu hũ. Tàu hũ không phải tàu hũ chiên, em hay chiên đâu nha. Nó trắng, nó mềm và nó đựng trong cái chén nhựa tròn như vậy nè. Thì ảnh đi xuống và ảnh đem về cho em tất cả những cái gì mà màu nó trắng được chứa trong cái hũ tròn như vậy. Có sốt cua, có cháo, có rau câu, có rau câu, dạ đúng rồi, xương sáo, may quá có đúng một hũ tàu hũ luôn. Thế là em phải ăn hết tất cả những cái món đó. Dữ quá hả? Dạ. Và còn nữa, còn đây nhất. Ông biết ông nhầm không? Dạ biết, trời em đánh luôn, tức quá. Bữa đó em nhờ đi mua dưa leo với lại salad. Bình thường là em có chụp hình. Sau đó em rút kinh nghiệm chứ, em muốn ăn cái gì là em chụp hình, chụp em hình gửi. Nhìn nhưng mà bị cái là mắc cỡ gì đó. Không bao giờ hỏi nhân viên. Thấy là lấy thôi, không biết đúng hay sai. Thì bữa đó em tự tin lắm, em nói là dưa leo với lại salad nha. Em dọn đồ ăn ra sẵn rồi, chỉ đợi dưa leo với salad về ăn thôi. Thì hai cái món đó nó dễ quá mà, em không có gửi hình. Thế là đem về cho em một vỉ mướp cắt sẵn. Và kế bên mướp đó là một nhóm mùng tơi. Dạ. Và nói em là dưa leo cắt sẵn nè và salad nè. Rồi bây giờ tới Donovan á, cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Thao hay ghen. Ghen. Nãy có kể rồi. Thao kiểm tra Facebook. Facebook. WhatsApp. Zalo. Trời ơi. Trời ơi. mệt quá đúng không? Có khi nào mệt quá. Có khi nào giận mà đập điện thoại không? No. Rồi. Rồi cái gì nữa? Mô đường. Ủa rồi mỗi lần hai vợ chồng đi vậy rồi sao? Ảnh rành đường Việt Nam không? Em xe anh Thao nói quẹo trái. Bên phải đó. Ok. Không, quẹo trái. Quẹo phải. Cái tay bên phải, miệng nó miệng trái. Tại vì em là, đúng là em mù đường. Và gặp ảnh không có rành đường xá ở Sài Gòn nữa. Cho nên lúc nào mà đi đâu là cũng kết thúc là cãi nhau. Vì em nói là em đi đường này mà tại sao anh không nghe em, anh cứ đi đường khác, cứ như vậy á. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Khi tao giãn. Giận. Tao không nói. Không nói. Im lặng. Im lặng. Làm gì để Thảo nói chuyện? Em im luôn và ảnh năn nỉ. Yeah. Bé ơi. Nothing. Em ăn chua, nothing. Không phải là em cố ý, mà là cái kiểu như cái cá tính em nó như vậy luôn á. Tại vì em mà nói thì thứ nhất là lúc đó cảm xúc em nó rất là lộn xộn. Cứ giận là em cứ im lặng như vậy á. Và bây giờ Donovan có mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Không im lặng. Đừng im lặng. Yes. Giận này không. Yes. Nói đi. Đừng im lặng nữa. Rồi còn Thảo? Anh này thì anh còn một cái tật xấu chưa sửa được là hút thuốc quá là nhiều. Dạ thì em sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh thôi. Và em không có chịu được cái mùi khói thuốc mà nó ám trên người như vậy á. Em nhắc nhở rồi cũng cãi nhau, kể cả khóc luôn để năn nỉ anh là bỏ thuốc đi. Nhưng mà vẫn chưa có sửa được. Nhưng mà bây giờ bớt chưa? Dạ chưa luôn, vẫn còn hút thuốc nhiều lắm.
một ngày nằm. Một ngày năm điếu. Một năm điếu hả? Một ngày năm điếu. Bây giờ từ từ đi, một ngày ba điếu thôi. Rồi có em bé xong là tự động hết. Nhưng mà em sợ không? Em bé hửi mùi. Em hút thuốc là em bé hửi mùi. Rất là nguy hiểm. Chị thấy vậy nè. Thực ra là khi mà mình lấy người nước ngoài á, nó có những cái về văn hóa nó khác nhau, em hiểu không? Cho nên nó là nói chung là mình cũng phải vừa cương vừa nhu. Em giống như em lùi nửa bước thôi. Tại vì chị thấy nè, người ta đâu ra đó, giống như người ta rất sòng phẳng. Ví dụ như là khi người ta nói là người ta thích cái điều đó là người ta thích, chứ người ta không nói xạo. Chị cảm giác là như vậy. Thành ra khi mà anh đã nói là anh không có gì, chỉ có một mình em thôi, thì em nên tin vào cái điều đó. Đó, tin để cho mình, thứ nhất là mình thoải mái cho bản thân mình, đúng không em? Chứ chi mà mình mệt trong cái chuyện đó. Đúng không? Còn về phía em nói là không được im lặng là it's good nha. Tại vì em cứ phải nói, tại vì cái người phương Tây họ kỳ lắm. Em nói em không thích như vậy là em phải nói ra cho ổng biết là em không thích điều đó, mà nói nhiều lần, nhưng phải hợp lý. Nãy chị đừng nói em phải hợp lý, thì thành đã làm cố gắng để mình hạnh phúc nhất có thể. Rồi xin cảm ơn Thảo với Donovan đã đến với chương trình Vợ Chồng Son á. Dạ, em tên là Ngô Đức Toàn, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm kinh doanh và thiết kế tự do. 30 tuổi mà 30 nhỏ tuổi. Xíu vậy hả trời, nhìn trẻ lắm luôn á. Kinh doanh dạ, em có hai cái quán cà phê nhỏ. Dạ hả? Ở đây hả đâu? Dạ, ở Cần Thơ ạ. Ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ hả? Dạ đúng rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị khán giả. Thì em tên là Tạ Bích Ngọc. Thì hiện tại em 30 tuổi, công việc của em là kinh doanh tự do và hỗ trợ cho anh. Kinh doanh tự do có nghĩa liên quan đến quán cà phê không? Dạ có luôn. Thì em cũng là thợ làm bánh, em có thể pha chế, làm bánh, nấu ăn đầy đủ. Nói nghe nè, thấy cái bụng lúp lúp đó. Dạ. Em có đang vui không? Em đang có em bé 6 tháng vậy. Chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi hai vợ chồng em là quen nhau từ khi nào? Và lần đầu tiên gặp nhau ai ấn tượng? Ai trước? Khi hai vợ chồng quen nhau thì cũng là tình cờ thôi. Thật ra để mà gọi là ai ấn tượng ai thì không ai ấn tượng ai cả. Thời điểm đó là em đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn. Thì bà xã em lúc đó đang ở Cần Thơ. Vô tình là anh gọi là thầy, kêu là thầy nhưng mà thật ra cứ kêu là anh em không à. Thì thầy của em thì mới rủ em về dưới Cần Thơ để mà chụp hình cưới cho hai anh chị. Thì lúc đó bà xã em thì lại làm là dâu phụ. Thành thử ra là khi mà coi lại cái hình cưới của hai anh chị á, anh chị lại kêu là mà sao mày chụp hình hai đứa tao, mà sao mày không chụp mà mày toàn là chụp em hình không à? Vô chụp cô nào không vậy? Cái đó vô tình hay là em bữa đó là em chụp mà em thấy bạn này rồi em bị sao nhãng? Dạ không, tại vì thật sự là khi mà chụp hình cho hai anh chị á thì chỉ có bản thân một mình em chụp hình thôi, cho nên em phải chụp liên tục rất là nhanh thì mới có nhiều hình ảnh và bắt được nhiều khoảnh khắc. Cho nên là em phải để autofocus là lấy được hình mà như thế nào. Mà sao cứ dính cái cô này không luôn? Mà ngộ lắm. Nghe em không à, chụp dính em không à. Thật sự là không có hề để ý luôn. Dạ đúng rồi. Vô tình thôi phải không em? Dạ đúng rồi. Và lúc là thì mình tính không bằng trời tính, ông trời không tính, sắp xếp hết trơn. Em thì đó em ghét ổng lắm. Trước đó là tối ngày hôm đó sẽ qua nhà cô dâu ngủ để sáng đi đưa dâu. Thì lúc đó em có gọi điện thoại cho cái chị đó xuống mở cửa giùm em. Thì lúc mà mở cửa lên á thì em thấy ở trần mà sao mà để tóc dài, tại đó tóc chồng em dài ở đây nè, dữ vậy đó. Lúc đó em mở lên là em ủa chị ơi. Em kêu dài tưởng chị. Dạ em tưởng chị, xong hỏi cái em mới sửa lại là ủa anh ơi chị đâu rồi vậy đó. Thì anh mới dắt lên, thì lúc đó em ấn tượng lúc đó đó. Nhưng mà có ấn chút tượng xíu đó là không tốt thích lắm. Không hay là không thích? Không thích, không thích đúng không? Dạ. Tại vì cái mặt nhăn nhó khó chịu lắm. Dạ. Nghĩa là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là không hề có ấn tượng tốt về nhau. Dạ đúng rồi. Vậy thì làm sao mà hai bạn lại quen biết nhau? Sau khi đám cưới của hai anh chị đó thì em cũng có về, rồi hai anh chị đó sẽ mở một cái studio. Thì khi khai trương cái studio đó thì em có về chơi, thì lúc đó là bà xã em lại có qua thêm một lần nữa. Thật sự ra lúc đó thì cũng chỉ là nói chuyện gọi là xã giao thôi. Thì kêu là cuối tuần là bà xã em có khai trương cái quán đó, mời em về chơi, nhưng mà em cũng nhận lời vậy thôi. Nhưng mà thật ra là mình biết là việc học của mình thì mình không về được. Mãi sau này thì khi mà mở quán rồi thì vợ em lại hay đi Sài Gòn để cập nhật những cái tình hình mới này nọ, sự phát triển, để làm sao về làm sao cho cái quán của mình nó phát triển lên. Thì mỗi lần lên á thì lại hẹn hò với lại hai anh chị đó đi ăn, bắt đầu là rủ em đi ăn cùng, cái là vài lần gặp. Hai anh chị đó cũng thúc luôn, tại vì bên em là có đạo.
thì em cũng muốn tìm một người có đạo, nên là biết ông này có đạo á, cái mấy anh chị đó cứ thúc thúc mày thử mày tìm hiểu thôi coi được không, không được thôi. Ông này thì cũng bị bên kia thúc luôn. Thúc qua thúc lại, cái dạ. Cái là hai đứa lúc đó là bắt đầu để ý dạ, nhau, dạ. Quen tình, nhau, trò chuyện. Nói bao chuyện. Lâu thì mới bắt đầu là quen nhau? Em nghĩ là sau khoảng khai trương cái quán của bà xã em khoảng độ 2-3 tháng thì hai đứa em bắt đầu nhắn tin với nhau. Nhắn tin thật ra là lúc đó là theo kiểu mà gọi là nhắn tin ơi. Chơi chơi. Nhưng mà chính xác thì lúc nào là yêu nhau đậm sâu? Khoảng đợt. hơn sắp xỉ một năm. Sắp xỉ một năm là bắt đầu đậm sâu. Dạ. Tóc em thì vẫn dài như là dạ. Dạ, đúng dòng rồi. Suối vậy đó. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi em về nhà bạn này thì sao? Ba mẹ bạn này có ý kiến sao về suối tóc đó của em? Tóc em thì lúc mà lần đầu tiên mà khi mà em về á thì tóc em vẫn dài. Nhà em và em vẫn nhớ cái ấn tượng nhất là khi mà đi vô gọi là gặp mẹ vợ, thì mẹ vợ lúc đó đang đứng trong bếp, thì mình vô mình chào, kêu con chào cô. Mẹ vợ em thì rất là hiền. Thì mẹ cũng chào lại, rồi lúc mà khi mà em đi ra thì em vô tình em nghe câu là chú giống như là theo kiểu mà bất ngờ trời ơi, không thấy là em lúc đó em để xà tóc dài, thì tóc em được cái là khi mà nó càng dài thì nó sẽ càng xoăn càng lọn theo cách tự nhiên. Nghĩa là bà bất ngờ đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Bà có bắt em cắt tóc không hay là chấp nhận cái mái tóc dài đó? Đối với mẹ em á thì mẹ em sao sẽ dễ hơn. Nói chung là bố mẹ em thì không có bắt cắt tóc, nhưng mà bạn bè của bố thì cũng có nói là coi sao con cắt tóc cho gọn gàng cái gì vậy? Bố con ok liền. Đại khái là không có thích để tóc dài lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng không ép. Dạ đúng rồi. Không bắt. Rồi bao lâu thì các bạn mới là cưới nhau? Hai đứa em quen nhau thì khoảng bắt đầu cái thời điểm mà em tốt nghiệp năm 2013, thì sau đó khoảng độ nửa năm sau á thì em bắt đầu là cầu hôn và cưới, thì cái khoảng thời gian em quen là khoảng độ hơn 2 năm. Có khi nào mà gia đình em á hoặc là gia đình của em á, hai bên gia đình hối các bạn là cưới nhau? Dạ hối thì có, tại vì lúc đó hai đứa em á là muốn mình tự lập, nên là lúc làm đám cưới đó là sẽ muốn làm một cái đám cưới theo ý của mình, hoành tráng theo ý của mình á. Thì tụi em có lên kế hoạch đi một cái chương trình Working Holiday. Thì cái chương trình đó ví dụ như mình đi một năm, thì khi về mình sẽ có một mớ vốn, thì mình sẽ làm cái tiệc cưới hoành tráng theo ý của mình luôn, với lại cũng đỡ tốn tiền cha mẹ hơn. Lúc đó khi mà tụi em nói với cha mẹ thì là bên chủ yếu là bên bố mẹ em với bên nội em á thì lại không vừa ý, là tại vì em con gái mà hồi đó tới giờ thì em không có được có bạn trai. Thì ông này là ông đầu tiên mà em dắt về nhà thì khó lắm, nên là muốn là cưới đi rồi muốn đi đâu đó rồi đi. Dạ tại sợ có chuyện này chuyện kia vậy chị. Hai bên gia đình là hối cưới. Dạ thì cũng nói ra nói vô thôi cưới luôn cưới đi, muốn đi đâu đi, thì đi. Rồi cuối cùng cưới xong nghỉ đi luôn. Lý do gì mà cưới xong rồi lại không thực hiện cái chuyến đi đó? Tại vì là khi mà cưới xong á thì trước khi xác định cưới thì là hai đứa đi học tiếng Anh, để mà tại vì cái đó nó phải thi nữa, nó phải có trình độ. Thì sau cái khi mình cưới á thì sát cái ngày nộp cái CV rồi thì mình cái trình độ tiếng Anh bọn em là chưa có ôn luyện tiếng Anh đủ kịp để mà đi thi cái IELTS, cho nên là bị bỏ lỡ cái thì năm cưới đó. Cưới cũng gấp quá. Tính là năm sau đi tiếp thì vô tình lại là em bé. Có bé đầu tiên. Ủa như vậy là cái tình yêu của các em là giữ cho đến cái ngày cưới thì hai đứa mới có lần đầu đúng không? Dạ. Có sống thử không? Dạ. Hai đứa sống thử trước không? Không. Dạ không. Không là giữ đúng không? Dạ sau 2 tháng thì cũng vậy. Sao vậy? Em như là em bị tâm lý á, mỗi lần mà tới khúc cao trào là em sợ cái ông này. Ông này bắt đầu ông cũng sợ. Tại vì là một phần là thứ nhất là thời điểm mà khi mình cưới xong thì chắc chắn là người đàn ông nào cũng suy nghĩ tới vấn đề là làm sao kinh tế nó ổn định hơn rồi mới sẵn sàng cho tới việc có con. Thì cái việc có con thật ra là hai đứa em cũng chưa có tính, nhưng mà con tới thì mình đón nhận. Nhưng mà thật ra là để kinh tế nó ổn định thì mình mới có, thì vô tình mà nói không ai tin. Bởi vì chị mới nói là mình sợ của nào trời trao của nấy. Coi dạ. Như cưới xong ha, 2-3 tháng sau đụng vô cái có liền, đụng vô có liền. À. Nghỉ đi luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái vấn đề mà đi á thì hai đứa em vẫn có ý định cho tới thời điểm là những năm sau vẫn có ý định đi. Nhưng mà đường cái là cứ mỗi lần lên có ý định là lên có kế một hoạch vui. Đi là có tết là có em bé có... Thôi không được rồi, như vậy phải đợi đứa thứ ba rồi đi luôn. Không, trời không cho đi rồi. Hai đứa em là cưới nhau được mấy năm rồi?
Tính tới thời điểm này là 5 năm. 5 năm. Dạ, rồi lúc bây giờ là có tật xấu, tật gì rồi lòi ra không? Cho anh kể trước đó. Xem chương trình là biết. Nãy là em tính ghi vô tai tại nhiều quá. Cái phần này là em thích cái cô. Dạ đúng. Dạ tất nhiên là khi yêu sẽ khác và khi mình cưới về thì cưới về nó sẽ khác đúng không? Đúng. Thật ra đối với vợ em thì tật xấu thì không hẳn là tật xấu mà gọi là cái tính thôi. Thứ nhất là suy nghĩ nhanh và làm nhanh, không suy nghĩ chậm lại. Có nghĩa là suy nghĩ là làm liền. Sống nhanh đó, không dạ, sống chậm rồi. Đó. Không sống chậm lại. Cái thứ hai là hơi cằn nhằn. Ví dụ như em làm cái gì mà không thích đi, không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói ừ anh phải thế này, anh phải thế kia. Cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình bị cái cảm giác là những cái mình thích thì không được làm, còn những cái mà vợ mình thích thì bắt mình làm. Em nói là ví dụ như là em hay gọi là một tí xíu về vấn đề mà game đi. Vợ em cứ thấy em cầm cái máy lên mà chỉ cần mở cái game lên là bắt đầu lại bài ca công ca. Tại vì cổ không thích cái việc mà em chơi game. Dạ đúng rồi. Đó. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Hay quên. Dạ đúng rồi, hay quên. Có bao giờ quên chuyện gì mà nó dễ sợ không? Quên theo kiểu mà quên trong vấn đề là công việc thôi. Ví dụ như là công việc mình mới nói đó. Thôi đảm trí chút xíu luôn. Dạ đúng rồi. À. Đối với lại đồ đạc, ví dụ như là có thể là để đồ đó nhưng mà thật ra không nhớ là mình để đó. Em cầm điện thoại, em đi kiếm điện thoại. Rồi giờ tới em á. Em nãy em tính ghi là tại em hay quên nè, không nhớ. Tại cái tính em á là cái gì làm gì cũng phải tốt cho sức khỏe á. Ảnh thì anh đi làm về trễ, ảnh thường xuyên tắm khuya. Em thì em coi mấy cái bài mà người ta hay bị đột quỵ do tắm khuya á, nên mình cũng sợ thì mình chỉ lo sức khỏe thôi. Mỗi lần mà em nhắc ổng á thì lúc đó ổng ngồi ổng cầm cái iPad ổng chơi. Nói bây giờ anh vô tắm đi, xong cái anh lên giường, anh muốn chơi gì đó là chơi. Thì mỗi lần vậy đó thay vì á ổng sẽ nghe lời chút xíu đi, không ổng cứ vậy đó, bởi vậy em mới nói hoài. Rồi còn gì nữa nè? Với ngồi toilet hơi bị lâu, sáng là 40 phút, tối 40 phút. Ngồi chắc chơi game trọng. Dạ đúng. Trời, rồi biết luôn á, tại vì dạ, ra ngoài á là bị dính mấy đứa con, bị cằn nhằn rồi dính mấy đứa con nữa. Ừ, tại vì mình cũng hiểu cái tâm trạng. Rồi có khó tính không? Dạ khó tính lắm chị. Hồi đầu như em bị dụ á, về mày đặt là trong nhà ha, là dọn dẹp sạch sẽ là một tay không làm, là phụ mẹ em á. Em thì không có kỹ tính bằng ổng, rửa chén cũng rửa tiếp em nữa ha. Còn bây giờ từ từ cái mức độ giảm dần. Nếu bây giờ là hết luôn, bây giờ ổng bày hài hơn em nữa. Vậy à, khó tính dạ. Nhưng mà hồi trước rất là khó tính, bây giờ thì tính em á được với ổng á trang hòa với nhau á. Nhưng mà cái đó là với em. Dạ. Ví dụ như với nhân viên thì sao? Với nhân viên thì hồi trước thì ổng rất là khó tính. Nhưng mà sau này khi mà em cũng góp ý lên nên nhu một xíu thì từ từ cái ảnh cũng cân đối lại. Có được. Có nào khó tính mà đuổi nhân viên? Dạ. Dạ không, em không đuổi nhân viên. Nhân viên vì nghỉ vì em khó tính chứ em không đuổi. Em sao em giao hết cho ổng, cái ổng khó quá. Nhưng mấy mà, đứa xin nghỉ hết. Nhưng mà bây giờ thì sao? Giờ là hết rồi, bớt rồi đúng dạ, không? Dạ hết rồi. À, thôi chúc mừng nha. Và bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em thì không mong muốn vợ thay đổi cái gì, chỉ là vấn đề là ít cằn nhằn em hơn, rồi vấn đề là những cái em thích á thì vợ sẽ hiểu hơn và đừng có cấm đoán em theo những cái kiểu. Rồi còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em muốn tốt cho sức khỏe thôi, nên là có những cái mà thứ em... nhất là không tắm đêm. Dạ, đúng không? Không tắm đêm, với lại sắp xếp công việc lại một xíu để dành thời gian cho gia đình. Nhiều khi ảnh mê công việc quá, tới giờ ăn cơm á nhiều khi ảnh sẽ ưu tiên công việc hơn. Em thì em gần nhiêu đó thôi. Là năm nay hai đứa 30 tuổi ha. Dạ. Dạ. Trời 30 ơi. Tuổi ba đứa. Trời ơi, có nghĩa là tuổi đời còn rất là trẻ luôn á mà đã có một cái sự nghiệp ha, có một cái gia đình ngon lành ha. Quá đã luôn. Ba đứa đó. Con là vốn liếng quá nhiều luôn, tại vì rất nhiều những cặp vợ chồng á mà họ lớn rồi, dạ, họ 8 năm đạt, rồi họ giàu có nhưng mà họ vẫn không có con, dạ. Rất là thèm khát cái đứa con, dạ. Mà tụi em ở đây là coi như là có đầy đủ hết, thì chị nghĩ là tụi em phải chiều theo những cái mà mong muốn của đối phương. Ví dụ á, cái vụ mà tắm khuya đó là thực sự là rất nguy hiểm đó, cho nên cố gắng đi giữ gìn cho nhau. Tại còn việc trách nhiệm của tụi em bây giờ lớn lắm, ba đứa nhỏ là nuôi nó khôn lớn. Hiểu không? Dạ. Rồi, nha. Xin cảm ơn đôi vợ chồng trẻ nha. Ừ, trẻ mà trẻ, tài năng. Cảm ơn các em đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Từ Cần Thơ lên đây luôn, dạ. Cảm ơn dạ. Nhiều lắm luôn á. Dạ. Chúc hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, làm ăn phát tài nha. Dạ, và dạ. Mọi sự cảm may mắn. Dạ, cảm ơn anh chị. Mẹ tròn con vuông. Dạ, cảm ơn anh chị.